Chào anh em, hôm nay là một cái video rất là đặc biệt. Mời anh em nhận xét về chất lượng quay video của Samsung Galaxy S23 bản thường trong rất là nhiều những cái điều kiện ánh sáng khác nhau. Tại vì mình sẽ cầm nó đi Phú Quốc, các bạn sẽ thấy được quay trong sáng, quay ngược sáng, quay thuận sáng, quay dưới nước, quay cảnh, quay người, quay đồ ăn, quay trong tối, đủ hết gần như mọi thể loại mà các bạn sẽ thường gặp khi mà các bạn quay video thông thường. Bất kể là các bạn làm video quay vlog hay các bạn chỉ đơn giản là quay lại những cái thước phim để mà các bạn chia sẻ với lại người thân bạn bè thôi. Thì trong này á, thứ nhất là mình mời các bạn nhận xét coi là chất lượng video nó như thế nào. Và thứ hai á, là mình cũng sẽ lồng ghép một số cái nhận xét của mình bằng một cái mic riêng ha. Những cái đoạn nào mà các bạn thấy cái tiếng nó lạ lạ, tức là mình lồng bằng một cái mic riêng vào và mình nhận xét khi mà mình đang edit cái video. Rồi, bây giờ thì không nói nhiều nữa, mời các bạn đi Phú Quốc với mình nha. Nguyên một chuyến đi này mình dự tính là sẽ quay hoàn toàn cái vlog của mình bằng con Samsung Galaxy S23 bản thường. Mình sẽ không gắn micro gì luôn nha, để các bạn có thể thấy được chân thực nhất. Rồi, ok, bây giờ xin chào mừng đến Bullman Phú Quốc. Thì bọn mình có cái thẻ Accor đó, cho nên là cứ đi thì cứ kiếm Bullman Novotel này kia ở. Thì phòng này rất là to các bạn, siêu to luôn, đã lắm. Đây, giới thiệu với các bạn về cái phòng mà mình ở đợt này ha. Mới từ cửa đi vào á, là sẽ có một cái nhà tắm, một cái toilet dành cho khách, một cái restroom ha. Rồi bên đây á, thì sẽ là cái phòng thay đồ. Đây là cái dressing room nè. Đây, rộng không? Xong rồi còn có một cái gương này nữa nè. Đó, có chỗ phơi đồ, đồ riêng ha. Rồi ở đây thì sẽ có toilet ở đây, thêm một cái nữa và cái nhà tắm bên kia. Sao bộ nhìn xin đôi dép hả? Đẹp chưa? Đẹp đẹp. Dép này là dép đi biển nè. Này dép đi biển nè. Ủa đây có sẵn dép đi biển luôn hả? Xịn ha. Này dép leo. Rồi có một cái bồn tắm ở giữa nhà luôn các bạn. Ở đây là cái phòng ngủ nè, nhưng mà bây giờ mình khoan, bây giờ mình quay ra trở lại phòng khách nha. Đây, quay ra trở lại phòng khách của Pullman. Đó, thì đây là cái cửa để vô phòng ngủ nè, có một cái tivi rất to ở đây. Bự chưa? Quá rộng luôn. Mình nghĩ là cái căn hộ này có khi nó còn rộng hơn cả cái nhà mà mình đang ở nữa. Đây cũng có những cái pod cà phê nè. Accor. Sử dụng chai thủy tinh nha các bạn. Không có dùng chai nhựa, thân thiện với môi trường này kia. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ bước vào phòng ngủ nè. Đó, phòng ngủ có một cái tivi nữa rất to ở đây, một cái bộ sofa nhỏ nữa, một cái bàn console, cái không biết cái này gọi là gì, và đây là cái giường, đây là view nhìn ra hồ bơi. Bây giờ bọn mình sẽ xuống bơi đây, nãy giờ mới đi ăn sáng. Sẵn đây thì các bạn có thể xem được cái chất lượng quay video từ con Galaxy S23. Các bạn thấy thế nào thì comment cho mình biết nha. Bây giờ mình đi qua hồ bơi. Ồ, trên kia có cái chữ 2023 Pullman. Đây, cái hồ bơi đẹp lắm. Mình từng tới đây năm 2021 một lần. Đó, rộng nha. Hồ bơi rất rộng. Xong rồi có mấy cái quầy bar ở giữa nữa, đẹp lắm. Ở đây là người ta sẽ để sẵn khăn tắm cho các bạn ha. Các bạn đi xuống bơi khỏi cần đem khăn. Ở mấy khách sạn 5 sao mình đi thì nó đều gửi hết. Ở Việt Nam, nước ngoài thì tùy nước. Với những cái đoạn mà các bạn thấy là quay ở ngoài sáng và đầy đủ nắng thì hình ảnh và màu sắc lên rất là đẹp. Và mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là cái màu mà các bạn thấy ở trên cái màn hình của con Samsung á, nó sẽ bị rực hơn so với lại cái việc mà các bạn đem cái video này lên cái màn hình máy tính mà các bạn coi. Cho nên nhiều lúc á, các bạn quay xong ở trên cái điện thoại Galaxy S23, các bạn đừng nghĩ là màu nó rực quá. Không, màu nó ok á, chỉ là nó đang hiển thị như vậy thôi. Trưa nay không có đi ăn hải sản mà bây giờ sẽ đi ăn một số món đồ Việt cho các bạn. Thỉnh thoảng ở trong video này á, các bạn sẽ thấy là lâu lâu cái khung hình nó đứng như thế này. Đó là khi mà mình chuyển giữa camera trước và camera sau. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy là Samsung cần phải cải thiện. Tại vì lúc mà đổi, nhìn cái hình nó giật, nó không có được dễ chịu lắm. À, canh chua nè, cơm thố nè, cá kho hả bạn, cá kho nè. Lần đầu tiên ăn cơm niêu ở Phú Quốc.
nãy giờ bơi sùm rồi nhưng mà không có quay cảnh nhiều. Chiều nay bọn mình đi biển thì sẽ quay cho các bạn coi nhiều hơn bằng con Galaxy S23 ha. Hey, nãy đang ngủ thì khách sạn cho một cái dĩa có bánh nè, có cục sô cô la mà cục sô cô la thì mình ăn mất tiêu rồi. Thì có tờ giấy. Thân gửi anh Luân, chào mừng anh và gia đình đến với Bullman Phú Quốc. Dễ thương ha. Nói chung là ai cho mình đồ ăn là mình thích à. Vô bộ ơi. Thử miếng coi ngon. Ngon ngon lắm. Giống như bánh mousse chanh dây vậy bộ. Này macaron. Còn tục tục của qua nữa nè. Nãy anh ăn cục giống vậy mà màu đen. Bây giờ bọn mình đang trên đường đi ra biển. Cái không gian ở đây cho nên cái tiếng nó sẽ hơi vang nha. Đây quay ngược sáng nè. Đây là phòng sáng nè. Ok, giờ vô thang máy nè. Ngày xưa khi mà mình lúc mà khoảng 3-4 năm trước á, thì camera trước của mấy cái điện thoại á, thường là chất lượng kém, với lại cái góc nó bị hẹp á, cho nên là mình hay xài mấy cái cây tự sướng đúng không? Bây giờ thì không cần nữa các bạn. Đây. Đi. Đi biển hướng này. Mình đang đi nè, sẵn các bạn có thể nhận xét về cái chống rung ha. Mình nhìn sơ qua thì thấy xấu lắm á. Nhưng mà để coi lại video kết quả ở trên máy tính á thì sẽ phán đúng hơn. Bây giờ đang đi bộ nè. Giờ mình sẽ nhờ kêu cái xe điện để chở ra biển, chứ đi ra thấy cũng xa. Này camera trước thì chắc không có chống rung như camera sau đâu. Wow. Lên xe. Ý. Nào mà xe công an á, để bắt mấy thằng xe điện đi ẩu á, trong khách sạn á. Không. Y như thiệt. Bắt bộ nó sợ. Đã ra. Ấy, các bạn thấy nó giật màu đen không? Mình dừng cái frame này cho các bạn coi nè. Và cái vụ đen video này á, mình thấy trên cả S23 lẫn S23 Ultra hôm bữa mình test ha. Mình nghĩ đây là một cái lỗi gì đó về phần mềm. Trước giờ mình chưa xài con điện thoại nào mà bị cái vấn đề này hết. Rõ ràng đây là một cái lỗi phần mềm mà Samsung sẽ cần phải khắc phục. Lúc mà các bạn edit video thì các bạn sẽ cần phải chịu khó cắt cái đoạn đen này đi. Có rào lại cái khu vực mà mình có thể bơi nè. Đẹp quá ha. Chỗ này sẽ là một cái bãi biển riêng cho bạn nào thích bơi biển. Đây cũng là cái chỗ mà các bạn có thể ngắm được hoàng hôn của Phú Quốc. Rất là đẹp. Ở ngay cái khu vực bãi Trường và bãi Dài này nè. Cũng có khăn ở ngoài biển ha. Ra biển khỏi cần xách khăn. Và các bạn đang thấy được về tính năng quay ngược sáng của con Galaxy S23. Biển, mình rất là thích biển luôn các bạn. Ôi, ngoài kia có nắng chiếu xuống à. Đẹp không? Cây dừa nữa kìa. Đó. Ngoài góc rộng cho các bạn coi nè. Đẹp ha, quá đẹp luôn. Đây là camera trước. Cái camera trước năm nay cũng được nâng cấp và có thêm autofocus. Ổn ha, ổn phết. Trong điều kiện thiếu sáng thì mình thấy hình ảnh lên khá ok, mà để xem lại trên máy tính xem như thế nào. Bây giờ mình thay đồ xuống biển nha các bạn. Mình có một cái case chống nước như thế này, nó có cái dây đeo lên cổ nè. Bây giờ mình sẽ bỏ con S23 vô đây để mình xuống biển nha. Để chụp hình cho gia đình này kia nữa. Nước trong veo luôn. Nước trong veo luôn các bạn ơi. Wow, nước thấy luôn chân nè. Anh bỏ nó vô cái bao cao su nè. Không sao đâu. Cái góc này quay đẹp quá nè. Chả giò tôm. Rồi chút nữa. Chút nữa lên kêu chả giò tôm với lại banana cotta. Mới vừa xuống biển được có một chút rồi các bạn, mà thấy nó hơi ngứa.
Thì hỏi mấy anh ở dưới bãi biển thì mấy ảnh kêu là do nồng độ muối với lại phiêu sinh vật này nọ chứ không phải là do sứa. Mà mình để ý là cứ đợt nào mình đi Phú Quốc mà kiểu gần gần sau Tết á thì nó cũng như vậy hết. Ok thôi, hơi hơi ngứa thì mình lên hồ bơi chơi. Hồ bơi thì cũng giống sáng, nhưng mà buổi chiều có nắng với lại trời chiều nó xanh á, đẹp lắm. Bây giờ mình xuống nước bơi nha. Đi, mình qua kia mẹ, bơi cho nó rộng. Kêu một ly sinh tố xoài. Ra đây ngồi luôn cho vui. À. Với chai nước suối. Lái xe cho nên không uống rượu được quý vị ơi. Anh thử miếng nha bồ. Đây giới thiệu với các bạn đặc sản Phú Quốc hoàng hôn. Rất là đẹp nha. Tại nãy mình mê ăn quá cho nên là nó gần xuống tới nơi hết rồi. Đây để mình đi ra đây quay một chút cho các bạn coi nha. Ở đây là mình đang quay qua một cái bao nha các bạn. Trong cái bối cảnh ngược sáng như thế này á, thì mình rất thích cách mà Samsung họ xử lý video. Tại vì lúc đó những cái hàng dừa này nọ nó tối đi và mình nhìn cái mặt trời á, nó ấn tượng hơn rất nhiều. Sẽ có những cái tình huống ngược sáng khác mà hôm bữa mình cho các bạn coi á, thì mình muốn cái chi tiết của mình nó sáng hơn. Nhưng riêng đối với cái cảnh hoàng hôn như thế này thì cách mà S23 làm mình đánh giá là ok, rất ngon. Quay đêm nha. Dạ, là đèn hả? Để tí ra coi thử. Cái hồi Tết mình đi Novotel là đã 2023 nó lên đèn kìa bộ. Đó. Mình lên nhà hàng chắc đẹp. Thật ra ban đầu là tính đi ăn có chỗ fine dining đồ nhưng mà không có chỗ để xe. Ra khơi ăn hải sản nè các bạn, rẻ ngon thơm. Trời đất ơi, coi cái con ốc kìa, con sầu huyết chứ. Trời ơi, siêu bự luôn. Ốc hương nướng mọi cũng bự luôn các bạn. Ồ, đã lắm. Đây đặc sản Phú Quốc, gỏi cá chích, tôm hấp gừng. Đây là súp thôi, đây bình thường. Em bé nằm gặm xương rồi. Thấy gặm đã không? Dễ thương lắm. Nãy mình đứng lựa hải sản nó nhìn mình quá trời. Nó nói sao ông này bự dữ. Bây giờ về lại khách sạn rồi các bạn. Nãy giờ đi ăn uống linh đình. Ngày mai sẽ hẹn các bạn đi chơi tiếp nha. Bye bye, good night. Bây giờ bọn mình cả nhà đi bãi sao Phú Quốc. Đây là một trong những cái bãi biển rất là đẹp ha. Đây là quay thuận ánh sáng nè, quay ngược sáng nè, cho các bạn đánh giá coi như thế nào. Giờ mình xuống bơi rồi chút nữa để mình quay sơ sơ cái nước cho mấy bạn coi. Nước ở đây rất là đẹp, đẹp hơn cả bãi biển ở khách sạn mình luôn. Đi ha. Rất là nắng. Đẹp, bãi này mà bãi sao là một trong những bãi biển đẹp nhất. Bữa mình có đọc một cái bài nào nó ghi vậy. Đẹp nhất thế giới luôn á. Bên kia là hồi xưa mình đi bên này nè. Đó, hồi xưa mình đi ở bên cái chỗ đó. Wow, coi cát kìa, đã không? Cát trắng luôn á. Nước trong veo à, sạch thiệt sạch luôn, quá đã luôn. Ở đoạn này các bạn nghe mấy cái tiếng lạch cạch nhỏ nhỏ là cái tiếng mà S23 nó đụng vô trong cái bao chống nước của mình nha, chứ không có phải là lỗi do mic hay gì đâu. Đoạn này thì video S23 xử lý quá ngon, từ màu sắc cho tới hình ảnh, độ rung tất cả mọi thứ rất ổn. Mời các bạn coi tiếp nè, cho các bạn vừa coi vừa có núi nè, không vừa có biển nè, cát trắng nè, cây dừa cây cọ vậy đó nè, chuẩn quá chuẩn luôn. Nước ở đây trong veo à, mà không có sóng, bơi đã lắm. Kỳ này bọn mình kiếm được một cái khu tên là Paradisco. Ở đây thì khách nước ngoài nhiều hơn là ở bên cái khu vực mà bọn mình hay đi. Đó, bên đây là hồi xưa hay đi nè.
Còn đây là cái khu mà kỳ này mình đi thử thì vắng hơn, mắc hơn, nhưng mà sạch sẽ hơn toilet này nọ, để các bạn thay đồ nó sạch hơn. Đó. Ủa cái đó nó lên hả bạn? Lạ vậy. Ồ chỗ này biển người ta càng lúc càng cạn, nó càng lúc càng đi lên. Hay quá ta, lạ quá ha. Xuống nước nè. Đây các bạn ơi, tắm biển mà ngắm cảnh như vậy thì thôi đã quá rồi chứ. Mà biển ở đây thì lúc nào nó cũng giống vậy các bạn, nó trong veo à nè. Đó, rất là đẹp, không có bị ngứa ha. Rồi nước rất là sạch, không có rác luôn, không có rác, không có lá cây đồ dưới biển luôn. Lâu lâu có thấy con cá bơi qua nữa, đã lắm. Đoạn này thì bọn mình đã bơi ở bãi sau xong rồi, bây giờ đang đi vào cái chỗ Dương Đông để mà ăn trưa. Đoạn này thì mình mãi lái xe cho nên là cũng chẳng nhớ để mà ghi voice vô cho các bạn nghe lúc đấy. Nhưng mà cơ bản thì cũng không có gì đặc biệt ở khúc này. Đây là một cái đường rộng đẹp, và nếu bạn nào có dịp đi ra Phú Quốc chơi á, các bạn có thể cân nhắc mướn xe ô tô. Tại vì di chuyển như vậy có khi sẽ tiết kiệm hơn là các bạn mướn taxi để mà đi chỗ này chỗ kia á. Ở trong khách sạn này còn có một cái khu vui chơi nước cho con nít nữa các bạn. Dễ thương lắm, khách sạn này mình khá là ưng ý. Đó, có mấy cái cột nước phun lên ha. Đấy, cho mấy em bé qua đây chơi là đúng bài luôn. Bắt đầu thấy được chút xíu mặt trời kìa. Hôm nay trời hơi âm u, hơi lạnh hơn hôm qua. Đây, ở đây thì có một cái hồ bể sục nè. Cái này là cái hồ lớn đẹp lắm. Đó, hôm qua là mình ngồi ở ngay đó mình ăn uống á. Tí nữa mình sẽ lên cái nhà hàng ở trên đó đó, dưới chữ Pullman á. Nhà hàng tên là Mad Cow, đặt tên nhạy cảm ghê. Đó, nhà hàng tí nữa lên đó, nhìn ra view này coi làm sao. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi ăn tối ở một cái nhà hàng tên là Mad Cow. Thì cái nhà hàng này nằm ngay trong khách sạn luôn các bạn. Cái thực đơn mới đi xem sơ cái thực đơn. Mình trả nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Chín. Đây. Đây, bây giờ mình lên tới cái nhà hàng rồi, tên là Mad Cow. Một cái không gian rất là độc đáo, nhìn rất là Mỹ. Đó, đây là cái bàn đặt cho gia đình mình. Oh, that's okay. Và ở ngoài trời đang rất là đẹp, cho nên là mình sẽ đi ra ngoài. Đó. Mình sẽ đi ra ngoài coi trước, tí nữa cho các bạn coi tiếp về cái không gian bên trong nha. Wow, đặc sản Phú Quốc nè quý vị ơi. Đẹp quá. Đẹp quá ha. Wow. Còn đây là ức vịt, áp chảo, sốt gì đó quên rồi. Đẹp quá ha, nhìn cái miếng ức vịt đã ha. Wow, miếng bò này là medium rare nè, mà ngon, được, ok. Thăn nội, nãy bạn nói kêu thăn nội. Wow, bây giờ tới tráng miệng mới bất ngờ nè. Đây là thơm nướng, nhưng mà xài tiêu Phú Quốc, đọc chưa? Có cái cục kem gì đó. Đây là bánh su nhưng mà ăn với lại kem truffle giác vàng. Rồi còn này nè, đây. Dưa lưới nhà làm gì đó. Dưa lưới. Sốt dưa lưới. Độc đáo quá ha. Ủa mẹ chưa bao giờ ăn món giác vàng à? Bánh đó là giác vàng thiệt á. Tay với mẹ chưa ăn bao giờ. Che lại. Ngon quá. Mới vừa ăn xong mấy bạn. Quá ngon. Tuyệt vời. Ủa, ngoài này có cái sân gì đẹp quá. Để mình kiếm đường đi ra thử coi. Trước khi đi ra thì mình muốn cho mấy bạn coi. Ở đây người ta trang trí đẹp lắm. Đó, đẹp chưa?
nhìn cái sảnh ngay cái tầng chính là cái nhà hàng mát cao ha. Nếu mà các bạn đi thang máy các bạn sẽ lên đây đầu tiên đó, xong rồi ở đây là cái cánh cửa để mình có thể ra ngoài ban công này nè, để mình ra ngoài này chơi đó. Và đi đây thì là đi vô nhà hàng. Nhà hàng này rất ngon, tất cả các món rất là độc đáo, và đặc biệt mình thích nhất là những món tráng miệng ở đây. Tất cả các món tráng miệng đều rất là độc lạ. Mình có thằng bạn làm nhà hàng, nó có nói với mình là món tráng miệng với lại món khai vị là một trong những cái món đặc biệt nhất của mỗi nhà hàng. Rồi em, mấy món chính thì giống nhau là bình thường ha, nhưng mà món tráng miệng với món khai vị là mấy món mà đầu bếp sẽ dành rất nhiều tâm huyết. Thì với nhà hàng Mad Cow này thì mình chấm cho tất cả các món tráng miệng đều 10 điểm hết. Kể cả mấy món ăn chính như là bò hay là vịt nè, đều rất là ngon. Kể cả mấy cái món mà mình ăn lúc đầu ví như là mì ý nó có cái vị hơi thái một chút, khá là lạ. Mình ăn mấy cái món nó hơi tây rồi xong rồi có cái món nó vô đó lạ lắm ngon. Với lại ức vịt làm rất xuất sắc, làm vừa tới. Ok, các bạn nên thử qua nhà hàng Mad Cow nếu như mà các bạn có ghé Pullman ha. Đây là một bối cảnh mà quay rất thiếu sáng cực kỳ nặng, tại vì đây là cái resort ban đêm, người ta chỉ mở một ít cái đèn nhỏ vậy thôi. Thì các bạn thấy là con S23 nó xử lý lên màu sắc, độ bệt, các thứ mình thấy khá là ổn so với lại một cái môi trường như thế này. Và các bạn cũng nhìn thấy cái mảng xa, lúc mà mình zoom vô thì nó hơi noise chút ha. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu mình dùng cái camera thường rồi, camera chính rồi đó, thì các bạn thấy là noise nó được giảm đi khá là nhiều. Độ bệt này nó chắc chắn là có rồi. Trong cái môi trường như thế này thì không thể nào đòi hỏi chất lượng như ban ngày được. Nhưng những gì mà con S23 nó làm mình thấy vẫn ok. Các bạn thấy ở trên vùng trời nó hơi noise này nọ không? Chỗ đó là đen thui mà nó làm được vậy thì mình thấy được lắm luôn á. Và các bạn có nhớ cái 2023 không? Đó, hôm qua cho các bạn coi đó, thì hôm nay mình lên tới tận nơi luôn. Và đây là cái khu vực nhà hàng Mad Cow nè. Vẫn còn người bé muốn bơi. Bé muốn bơi. Chào các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình ở Phú Quốc. Bây giờ thì đang trên đường đi ra ăn sáng và mình sẽ quay chỗ ăn sáng cho các bạn coi nha. Hôm qua thì mình quên quay cái chỗ ăn sáng, tại vì hôm qua để con S3 sạc ở trên phòng, không có cầm xuống. Bây giờ đi vô chỗ ăn sáng của mình nha. Có rất nhiều món nha, mới vô đầu tiên là mấy cái cereal, ngũ cốc các thứ rồi. Thịt nguội, mấy này thì cũng như bao khách sạn thôi. Đây, chẩn các bạn tới cái chỗ mà mình thích nè. Đó, các bạn thấy đây là cái quầy mà có món nóng nè. Thì hôm qua là phở, hôm nay là bánh canh chả cá rất là ngon, với lại có sườn nướng BBQ. Tuyệt vời. Và đồ ăn ở đây thì mình thấy rất là đa dạng ha. Mình ăn cũng thích nữa. Hôm nay thì mình rất là thích món mì này nè. Đó, thì anh này anh đang xào thêm. Rồi. Đồ nước lèo ở đây ăn rất ngon. Bình thường mấy món nước ăn ở khách sạn 5 sao chán lắm, nhưng mà ở đây ăn rất ổn nha. Bánh cuốn, hôm qua mình ăn bánh cuốn cũng ngon lắm. Đây. Rồi, ở bên đây thì mình có những cái quầy đồ hơi tây một tí. À, có thịt kho nữa nè. Hôm qua thì mình ăn trứng ở đây, có trứng trần nữa. Wow, bánh canh chả cá ngon lắm đó bạn. Bình thường á, mình đi ăn ở mấy khách sạn thì kể cả khách sạn 5 sao ha, thường mấy cái món nước lèo này họ nấu lạt nhắt, chán phèo. Nhưng mà ở đây hôm qua mình ăn phở và hôm nay là bánh canh chả cá rất là ngon. Bây giờ mình đang đi ở cái đường băng sân bay Phú Quốc cũ nè các bạn. Đó, cho nên các bạn mới thấy cái đường nó rộng vậy đó, mà người ta vẫn còn kẻ mấy cái vạch mà cho máy bay bay ở dưới đất nữa nè. Mình thấy anh Travis đi này mấy lần rồi, và hôm nay mình mới vô tình đi ngang qua cái thấy đường rộng rộng quẹo vô thử. Đó. Đó. Quẹo vô đó thử. Nhưng mà ra xe tải. Giờ là mình quẹo vô mấy cái đường taxi rồi chút nữa mình quay ra lại đường này để mình cất cánh. Xe này bay được không? Được, xe này bay được. Muốn nó bay thì nó bay được hết. 500m nữa, rẽ phải vào đường Nguyễn Trung Trực. Còn mấy cái chữ Ú Úc. Ú Úc. Ú Úc.
Rồi, bây giờ mình đang làm thủ tục trả phòng. Bây giờ cả nhà mình sẽ lái xe ra sân bay, trả xe xong rồi đi về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái vlog này với mình. Và các bạn thấy chất lượng quay của con Galaxy S23 như thế nào? Chia sẻ với mình ha. Bye bye, xin chào. Bye bye Phú Quốc, quá đẹp. Bye bye, hẹn gặp lại. Mình đi Phú Quốc hoài mình chưa chán luôn á. Bạn nào mà chưa đi Phú Quốc thì tranh thủ ha. Tại vì Phú Quốc nước mình rất là đẹp. Biển có, núi có, khách sạn xịn có, đồ ăn ngon có luôn.